dành cho đó em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai anh, đừng buông lời nơi cánh tay. Xin dành cho anh, đừng đem sớm chia tình em cho anh. Xin ở lại bên anh, đừng vội vàng say gút mơ. Cho em tình yêu ban sơ và anh cho em giấc mơ êm đềm. Anh yêu em tình em ngây thơ và anh cho em trái tim. Anh ôm em vòng tay đam mê và anh hôn em ngất ngây môi mềm. Em theo anh về nơi xa xăm, một nơi cô dinh đôi mình. Tình yêu đầu tiên anh đã cho em rồi, hãy giữ anh bên em một đời. Người ơi cùng anh đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi ta có nhau trong đời, lúc vắng em anh quên nụ cười. Người ơi cùng anh bay xuống trong đêm dài, trong men say tình ơi. Xin dành cho ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai anh, đừng buông lời nơi cánh tay. Xin dành cho anh, đừng đem sớm chia tình em cho anh. Xin ở lại bên anh, đừng vội vàng say gút. Cho em rồi, hãy giữ anh bên em một đời. Người ơi cùng anh đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi ta có nhau trong đời, lúc vắng em anh quên nụ cười. Người ơi cùng anh bay xuống trong đêm dài, trong men say tình ơi. Xin dành cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai anh, đừng buông lời nơi cánh tay. Xin dành cho anh, đừng đem sớm chia tình em cho ai. Xin ở lại bên anh, đừng vội vàng say gút mơ. Xin dành cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai anh, đừng buông lời nơi cánh tay. Xin dành cho anh, đừng đem sớm chia tình em cho ai. Xin ở lại bên anh, đừng vội vàng say gút mơ. Khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh.
một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui, người không vui không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Thank you.
trong đám đông như người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng. Trần đời ta chỉ yêu nhau mà thôi. Anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương,
sẽ không còn yêu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chúng ta hôm nay mảnh đất đã sinh thành ra cô dâu Nhật Lệ trong cái tiết trời của Quỳnh Phụ và Vũ Thư, mãi mãi gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững. Và xin được chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình mãi mãi là một tình cảm mặn nồng, mong cho hai họ sớm có con rồng cháu tiên. Và ngày hôm nay là một ngày đẹp tuyệt vời của hai bạn trẻ. Những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi tới hai bạn trẻ một lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng, và kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, thật đúng là đẹp sao cho bằng ngày hội tân duyên, mà vui sao bằng ngày cưới nên duyên vợ chồng. Đôi chim tha giải lụa hồng về đây để mừng cho hai bạn trẻ được thắm nồng tình duyên. Và ngày hôm qua anh đã chảy buồn cau, ngày hôm nay sang thưa với mẹ cha để đôi ta dắt tay nhau về nhà. Đó là những cái chủ đề của buổi trưa ngày hôm nay cho chương trình lễ mừng cưới, lễ vu quy trao dâu trao hoa cho hai bạn trẻ Tuấn Vũ và Nhật Đề. Xin trân trọng và kính mời các quý vị đại biểu chúng ta cùng hướng lên sân khấu và uống nước hút thuốc xơi chầu và dự vui. Vâng, và khi tình yêu của hai em chúng tôi đã trải dài trên hai miền quê hương Quỳnh Phụ và Vũ Thư thì mái ấm của gia đình nhà gái chúng tôi vào buổi trưa ngày hôm nay chính thức đăng quang chương trình lễ vu quy cho hai bạn trẻ rất long trọng. Xin mời các quý vị đại biểu chúng ta cùng lắng nghe tất cả các diễn đàn cho buổi trưa ngày hôm nay. Hai bạn trẻ xin được chân thành và cảm ơn. Vâng, đúng là ngày hôm nay đây thì chăn loan gối phượng đã vừa đôi, bà Nguyệt ông Tư đã kết rồi, tình nghĩa vợ chồng là sâu nặng, tứ thân phụ mẫu cũng thỏa lòng. Gái lớn lên đi lấy chồng mà trai khôn tìm vợ các cụ mong, bà vui ấm cháu khi nhàn rỗi mà ông gọi cháu thơ lúc tan tầm. Sinh thành thì ở mẹ cha, xây dựng hạnh phúc ở ta với mình. Và những người làm chương trình chúng tôi mở đầu cho chương trình vun hoan văn nghệ chúc phúc cho tình yêu của hai bạn xin được trân trọng và gặp gỡ và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu xin dâu trước hội cưới, xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của gia đình họ nhà gái, cháu Vũ của gia đình họ nhà trai chúng tôi và cháu Lệ của các cụ, các ông và họ gái thế này. Hai cháu tìm hiểu thời gian cũng đã lâu và nay các cháu tiến tới việc làm lễ thành hôn. Được sự nhất trí cao của hai bên gia đình và sự chấp thuận của chính quyền địa phương nên nay gia đình gọi nhà trai chúng tôi có trầu cau cũng kính cáo với các tổ tiên của các cụ, các ông, các bà và xin được đoán rước cháu về gọi nhà trai để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tôi xin thay mặt cho gia đình gọi nhà trai xin mời các cụ, các ông, các bà và cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu hãy trở về gọi nhà trai chúng tôi để dự lễ thành hôn cho hai cháu giữa cháu Vũ và cháu Lệ. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe. Vâng, và kính thưa các quý vị đại biểu, đúng là ý thì gọn chọn từng lời, ông đã chọn từng câu chúc mừng cho rể cho dâu và sau có mấy câu dặn dò. Dâu hiền thì như con gái, rể thảo như con trai, yêu nhau hai em giữ chọn hai câu đó, chung thủy bên nhau suốt cuộc đời. Vâng, và lời đầu tiên ông cũng đã gửi tới quý vị đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất. Những người làm chương trình chúng tôi xin được cảm ơn tới tình cảm của bác rất là nhiều. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, đúng là đất quê ta giàu tình nhân ái, quê mẹ hiền mọi cái nên thơ, tuổi xuân thiêu dệt ước mơ, bao năm mong đợi bây giờ là đây. Và nay chầu đã nên duyên nghĩa vợ tình chồng, còn có cả vị nồng của tình nghĩa thông gia. Thì họ trai đã phát biểu rồi, họ gái sẽ có đôi lời cảm ơn. Xin được trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình của họ nhà gái chúng ta.
Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền của hai xã Cúng Vân và Quỳnh Trang, kính thưa các cụ, con, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của bốn họ, ngày vui đã đến với hai con chúng tôi. Trong niềm vui này, tất cả các ông, các bà đã bớt chút thời gian về đây cùng chung vui với gia đình, cùng chia sẻ hạnh phúc với con tôi. Thôi, thay mặt cho gia đình vợ nhà gái, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà. Chúc có sức khỏe, dồi dào, thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, đây là lời phát biểu của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng ta và cũng là người cha sinh thành ra cô dâu Nhật Lệ. Những người làm chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn tới tình cảm của ông rất là nhiều, ông đã dành cho quý vị đại biểu trong buổi trường ngày hôm nay. Vâng, và xin kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, và hai bên gia đình bốn họ đã có đôi lời phát biểu. Tất cả mọi tập tục của hai miền quê hương Quỳnh Phụ và Vũ Thư đã được hai bên gia đình bốn họ thực hiện xong, thì những người làm chương trình chúng tôi xin trân trọng và kính mời chú rể cùng cô dâu thắp hương bái kính gia tiên, và sau đó cùng với hai mẹ hiền, người mẹ hiền sinh thành ra chú rể và cô dâu, chúng ta ra tại phòng tổ chức để chương trình lễ trao dâu trao hoa cũng như trao nón trao chầu cho hai bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời người mẹ hiền sinh thành ra cô dâu và người mẹ hiền sinh thành ra chú, trân trọng và kính mời. Cô dâu chúng ta thần trương để ra phòng tổ chức để chương trình để trao nón trao hoa sẽ xin được bắt đầu. Rồi, cảm ơn. Anh sẽ ôm bó hoa tươi và bước ra phòng cưới, thật là vui thay. Chiều cưới chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật ròn rã để chúc mừng con trai bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, như là chương trình chúng tôi xin được chân thành và cảm ơn. Vâng, và kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, Vũ Thư và Quỳnh Phụ là hai miền quê hương cửa ngõ của thành phố Thái Bình và xã Vũ Tiến, xã Vũ Vân và xã Quỳnh Trang đều là hai miền quê hương nằm bên dòng sông Hồng thơ mộng, và tình yêu của hai em chúng tôi cũng đều bắt nguồn từ hương lúa đồng quê thật là ngọt ngào và tha thiết. Cũng như nhạc sĩ Thuận Yến đã từng viết, vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, bên ấy nhà em anh phải qua mấy cánh đồng, qua ngõ nhà ai hoa đỏ quá, anh chưa về em có đợi anh không. Vâng, thưa quý vị đại biểu, tình yêu thì bao giờ cũng nhắc đến thủy chung sắt son và đợi chờ. Và ngày hôm nay đây thì chú rể và cô dâu họ không còn phải là dòng sông hay bến đợi nữa, mà ngày hôm nay đây chính thức họ đã dắt tay nhau chung tay để trở về mái ấm gia đình hạnh phúc tại gia đình nhà trai. Và trưa ngày hôm nay đây thì mái ấm của gia đình nhà gái chúng tôi, hai bên gia đình bốn họ chính thức đăng quang chương trình lễ vu quy, lễ trao dâu trao hoa cho hai bạn trẻ. Và xin mời hai bạn trẻ chúng ta đứng lên, chú rể và cô dâu đứng lên chào tất cả các quý vị đại biểu trong buổi trưa ngày hôm nay, và mời hội với chúng ta cùng hướng lên sân khấu nổ một tràng pháo tay thật ròn rã chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Xin chân thành và cảm ơn. Mời cô dâu và cô chú rể cùng ngồi xuống. Vâng, và ngày hôm nay đây thì người mẹ hiền sinh thành ra chú rể đã không quên và đã trở vào mái xứ Huế để mua một chiếc nón bài thơ trở về đây để trao lại cho người con dâu mình, che nắng che mưa trên cánh đồng Quỳnh Phụ của chúng ta. Những người làm chương trình chúng tôi xin trân trọng và kính mời hai người mẹ sẽ cùng đứng dậy, và bà người mẹ hiền sinh thành ra cô dâu và người mẹ hiền sinh thành ra chú rể sẽ cùng làm chương trình lễ buộc quai nón. Xin trân trọng và kính mời. Những người làm chương trình chúng tôi xin được cảm ơn chân thành tới tình cảm của hai người mẹ, xin chân thành và cảm ơn. Và kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, và ngày hôm nay đây thì nhân ngày xuất giá nhập gia, dâu rể sẽ trao nhẫn và tặng hoa tâm tình. Những người làm chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời chú rể cùng cô dâu đứng dậy và chúng ta làm lễ trao dâu trao hoa.
xin trân trọng kính mời hai bạn trẻ vâng và chú rể sẽ cùng một bó hoa tươi thắm trao tặng cho cô dâu. Đây là một kỷ vật cực kỳ quan trọng trong lễ mừng cưới vào buổi trưa ngày hôm nay, với nụ hôn nồng thắm trên bó hoa tươi thắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa làm chương trình, chúng tôi xin chân thành và cảm ơn tới tình cảm quý vị đại biểu, chúng ta đã cổ vũ một mối tình tuyệt đẹp cho hai bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành và cảm ơn. Vâng, và mời hai em cô dâu sẽ ôm lấy bó hoa tươi thắm và cùng ngồi xuống. Xin chân thành và cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, với tất cả quý khách gần xa kính mến, thật là người cổ xưa đã có câu: nời du thì có gió của mùa thu, mà gió từ tay mẹ, mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia cũng không vất vả bằng công cha mẹ đã vì chúng con. Và ngày hôm nay đây thì hạnh phúc vuông tròn, mẹ lại là ngọn gió của con suốt đời. Và bây giờ mẹ sẽ trao quà, trao cả niềm tin và mong cho hai con hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời. Những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng và kính mời người mẹ hiền, cha hiền sinh thành ra cô dâu ngày hôm nay đây có món quà để trao tặng cho hai chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời. Cũng phải ý nghĩa trong tình cảm người cha mẹ đúng là công cha như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vâng, và chim trời sải cánh biển đông, công cha nghĩa mẹ là bao la biển trời. Và ngày hôm nay đây, một mối tình tuyệt đẹp của hai em đã được chứng kiến rất là đông đủ của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Và chúng ta cần nổ một tràng pháo tay thật giòn giã cổ vũ cho mối tình tuyệt đẹp của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay hai em đã được nhận món quà từ tay người cha hiền sinh thành ra cô dâu và người mẹ hiền sinh thành ra cô dâu, có món quà trao tặng cho hai em bên một kỷ vật của một ngày cưới rất trọng đại. Những người làm chương trình, chúng tôi xin thay lời cho chú rể và cô dâu cảm ơn tới tình cảm của người cha và người mẹ hiền sinh thành ra cô dâu. Xin chân thành và cảm ơn. Và liên tục cho chương trình lễ trao quà, những người làm chương trình chúng tôi xin trân trọng người anh trai cũng có món quà để trao tặng cho cô dâu và người chị gái cũng có món quà để trao tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, và những người làm chương trình, chúng tôi cũng đã xin được thay lời cho chú rể, cho cô dâu rất là cảm ơn tới tình cảm của người chị rất là nhiều. Ngày hôm nay đây, dù cho bận cho mải, cũng đã dành dần những cái thời gian rất là quan trọng để mua những món quà rất là ý nghĩa và trở về đây cùng chúc cho hai bạn trẻ hạnh phúc. Xin chân thành và cảm ơn. Một nhạc phẩm đám cưới về trên đường quê. Sẵn bên họ chào cùng
tai nhận cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Vâng, và trong chương trình lễ vũ kỳ cho hai bạn trẻ vào buổi trưa ngày hôm nay thì tất cả mọi cái tập tục của hai miền quê hương đã được mời làm chương trình chúng tôi kết hợp cùng với ban tổ chức của Sơn Đình và đã hoàn tất cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai chúng ta trước lúc lên đường, hai phái đoàn lên đường trở về với mái ấm của gia đình nhà trai chúng ta, thì xin mời ông cũng có đôi lời phát biểu trước hội cưới. Xin trân trọng và kính mời. Bây giờ đã đến giờ gia đình họ nhà trai chúng tôi xin cô dâu về với về đằng họ trai nhà tôi để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình xin được trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà và cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè xa, bạn bè nam nữ gần xa hãy trở về họ nhà trai chúng tôi để làm lễ kết hôn cho hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn lễ vũ quy cho hai bạn trẻ vào buổi trưa ngày hôm nay. Phần đại diện cho hai em xin được chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các bạn trẻ thanh niên nam nữ. Chúng ta đã vì tình cảm quê hương, vì tình cảm làng xóm, vì tình cảm gia đình. Trên sông trắng sáng cười nhau về ta sướng hội vui trên sông.
dâng lên cho ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng, chào ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng song thân yêu dấu. Tình yêu bao ngỡ giấc mơ hồng, để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh,
tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Xin chào các bạn đã trân trọng kính mến. Phương một lời trong gia đình lớn ở chân tân cô sâu phỏ rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Phương xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm cùng trở về và mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới. Phương xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và đầu tiên ra đời cho gia đình lớn đời cho Văn Vũ và Nhân Đệ. Xin chào mời tới cô dì chú bác đã có mặt tại hôn lễ cưới của gia đình nhà trai tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin thưa các bạn, trân trọng và kính mến, vâng đúng là trên mảnh đất Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ, Thanh Bình giàu tình cảm tràn đầy yêu thương nhân ái. Vâng, được đón nhận tình cảm của các cụ bác cũng như được đón nhận tình cảm của phái đoàn nhà gái trở về từ căn phòng hồng quy. Vâng, chắc là đây gia đình nhà trai chúng tôi không biết nói gì hơn, vâng chỉ biết cảm ơn tới tất cả các cụ bác và đặc biệt hơn là cảm ơn phái đoàn nhà gái chúng ta đã vượt qua đường tuy rằng không rất là dài để trở về với phòng trà tân hôn của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đến đông về, vâng thì một người cũng về và mùa đông hạnh phúc,
là làng quê rộn ràng, như anh được đón em sang, như chim sẻ cánh bênh mang đất trời, cho cả tiếng hát nụ cười cho tê nắng rọi ngàn đời thiết tha. Vân giờ vàng cùng đá điểm thay đời cho những đẹp chương trình tôi xin được xin chào cô bố. Chương trình ca nhạc mừng hạnh phúc cho đơn dân mới Văn Vũ và Nhật Lệ trong buổi chương trình này xin được chính thức bắt đầu. Được đón nhận rất nhiều những tình cảm cùng trở về và hạnh phúc cho đời dân mới. Cũng xin được cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi lúc này đang được đón nhận rất là nhiều. Và những tình cảm cùng trở về mừng hạnh phúc cho đời dân mới. Xin được chào đến đó là chúng ta cô sâu khoảnh dễ. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và để bắt đầu cho chương trình là trong buổi trường hôm nay, xin kính mời cô sâu và chú rể chúng ta hãy tay trôi, tay trôi ngay đứng dậy để chào hỏi cô xin chúng bác. Và chào chiếc nhẫn cưới hạnh phúc nhất trong buổi trường hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa gia đình không biết. Vâng, xin mời chú rể Trần Văn Vũ sẽ trao cho cô dâu trẻ nhận để chiếc nhẫn hay cưới hạnh phúc nhất ở trong buổi trường ngày hôm nay. Chúc nhẫn của bạn bè cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi sự mới. Vâng, đúng là chiếc nhẫn cưới anh trao em thủ ấy vẫn nguyên vẹn nằm dưới ngón tay và lòng muốn sửa cố khi anh nhìn thấy minh chứng bạn có tình yêu bên say. Chiếc nhẫn này theo em mấy năm nay nhẫn vương thư chứng giám tháng ngày giữ tình yêu trọn vẹn để chú rể một tràng pháo tay thật lớn nữa cô ơi. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và rất nhiều. Riêng bạn là trên dòng và kinh mến, vâng, chúng ta đang được sống trong những khoảnh khắc sau mùa của sơ đơm hoa kết trái và mùa của tình yêu, và mùa của bao đêm đáy mật và mùa của những nụ hôn tha thiết lồng lan. Vâng, và nhắc đến những nụ hôn này thì tôi chợt nhớ một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu viết rằng: anh biến nàng sáng viết hôn mái hát vàng em, hôn thật ghé thật êm, hôn đêm đêm mãi mãi, đã hôn rồi hôn lại cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời vẫn chưa thôi rào rạt. Vâng, và giờ này chúng ta sẽ được chứng kiến một nụ hôn được tương truyền tiếp tại cặp sân khấu của gia đình nhà trai tôi. Các bạn có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì một tràng pháo tay thật lớn đi ơi. Vâng, và giờ này kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy đứng dậy để dành chọn nụ hôn của mình. Ông cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới trong buổi trường này. Xin chào kính mời. Vâng, và trước khi bước vào nụ hôn này thì tôi xin hỏi chú rể trẻ Văn Vũ một chút ạ. Từ ngày yêu nhau đến giờ chú rể đã hôn cô dâu mấy lần rồi ạ? Chưa hôn thì hôn rồi, chúng tôi không biết quý vị, nhưng tất cả mọi người trong sân khấu vòng tràn hôn của gia đình nhà trai chúng tôi lúc này sẽ được chứng kiến một nụ hôn của dâu và rể họ sẽ dành cho với nhau. Chứng kiến của bạn bè cùng trở về và ngày phúc cho đơn dân mới. Vâng, và giờ đây xin kính mời cô dâu và rể chúng ta sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng. Vâng, xin kính mời chú rể sẽ là tay đi eo của cô dâu và cô dâu sẽ là tay đi vai của chú rể đấy. Vâng, chính xác đấy ạ. Vâng, mọi người bên dưới thì tôi cứ sẽ hôn từ 3 đến 1, mọi người bên dưới sẽ hôn thật ngương và cô dâu và rể sẽ viên của mình nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Hôn tay lớn với ơi! Vâng, vừa rồi chúng tôi vừa được chứng kiến những nụ hôn rất tuyệt vời mà cô dâu và chú rể họ đã dành cho nhau. Chứng kiến của bạn bè cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới. Vâng, một lần xin được thay lời cho gia đình ngàn cũng như đến lời cho tên cô dâu và chú rể. Một lần xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới. Vâng, và bắt đầu cho trang văn nghệ mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới, chúng ta sẽ đến một đám quen giọng ca của Phương Thùy sẽ trở về với một đám hợp được mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Vâng, chúng ta sẽ nở một tràng pháo tay thật lớn thật dài để sẽ đón giọng ca của Phương Thùy. Vâng, để bắt đầu trong văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai em nay thì chị xin gửi tới hai em và chúc hạnh phúc cho em ca khúc Khách Đến Chơi Nhà. Khách đến chơi
Chúng ta thấy giọng ca của Phương Thùy có tuyệt vời không ạ? Nếu như tuyệt vời thì cho Phương Thùy một tràng pháo tay thật lớn được không Phía ơi? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay rất nhiều cùng trở về mừng hạnh phúc cho đoàn xuân mới Phan Vũ và Nhật Lệ, nhất là giọng ca của Phương Thùy cũng trở về với nhà phòng đồng tên khách đến chơi nhà. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, một lời cho gia đình ca cũng như đón lời cho tân cô dâu và chú rể. À, một lần xin nhận lời mời tới cô sĩ chú Bắc, chúng ta cùng nhau tự nhiên, cùng nhau mời thuốc, mời nước, mời trầu và mạnh dạn hơn một chút nữa đăng ký những ca khúc tuyệt vời nhất sân khấu của gia đình nhà cha chúng tôi trong ngày buổi chiều hôm nay. Xin trở về mừng hạnh phúc cho đoàn xuân mới Phan Vũ và Nhật Lệ được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc cho năm. Xin thưa các bạn, là trân trọng và kính mến, vâng đúng tình yêu thì như chén rượu đồng, mà uống thêm chút nữa cho hồng đôi môi. Và hôm nay ngày lễ sánh đôi, có men say đắm tình tôi với nàng. Bao giờ anh được yêu em, anh xin đôi má có em vẫn nồng. Như vậy em vẫn say nồng khi đôi mắt ướt còn trong ngời ngời, khi còn tươi tắn đàn môi thấy cười, à là một nụ cười xinh xinh. À, vâng, và để trở về cho chương trình trong buổi chiều hôm nay, xin được giới thiệu lên sân khấu, đó là người mẹ của chú rể Trẻ Văn Vũ cũng bất sân khấu của gia đình nhà trai chúng tôi và trở về với món quà hạnh phúc nhất. Xin chào kính mời, và chúng ta sẽ lộ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón người mẹ bước sân đường cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Xin chào kính mời. Vui pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một đời vàng son, răng dày thảo dâu hiền nghe con, bố công cha mẹ sớm non tối kề, đây chút quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi không con lớn dạy tài mẹ với một tràng pháo tay từ đất mẹ ơi. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của người mẹ rất nhiều cũng bất sân khấu của gia đình nhà mình và trở về với món quà hạnh phúc nhất. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin được trân trọng kính mời tình cảm của người em trai của chú rể Trẻ Văn Vũ, hôm nay anh đi xây dựng gia đình cùng món quà trở về, mừng hạnh phúc cho anh của mình. Xin được cảm ơn tình cảm của người em rất nhiều. Vâng, xin mời anh chị chúng ta sẽ đứng dậy để đón nhận tình cảm của người em. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, đúng là anh em như thể chân tay sách thành đúng hộp giờ hay đỡ đơn. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm người em rất là nhiều, cùng trở về mừng hạnh phúc cho anh chị của mình. Vâng, và xin được cảm ơn nhớ nhà nhiếp ảnh gia chúng ta đã ghi lại những đất ở cùng trở về mừng hạnh phúc cho chị mới. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin thưa các bạn, chào mừng quý vị. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa được chứng kiến những giây phút vô cùng thiêng liêng, giây phút người mẹ rồi người em trai cũng bước sân khấu của gia đình nhà trai tôi, vâng, trở về với những món quà hạnh phúc nhất. Vâng, xin được thay lời cho gia đình, cũng như đón lời cho tân cô dâu và chú rể. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin thưa các bạn, chào mừng quý vị. Vâng, hôm nay tại căn phòng sân khấu phòng trà tân hôn của gia đình nhà trai chúng tôi đang được đón nhận rất là nhiều những tình cảm trở về nhưng chưa ổn định được chỗ ngồi.
tuy rằng khán phòng nhà sân khấu của gia đình nhà trai chúng tôi tuy rằng có chật hẹp, nhưng với tình cảm của PJB đang hâm nóng cho một sức nóng tình yêu, và chúng ta cùng tạo nên những cơn sóng tình đặc biệt của mình cùng trở về một ngày phúc cho đội chơi mới Văn Vũ và nhận đệ được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc Việt Nam. Xin thưa các bạn, trân trọng và kính mến, vâng, trong cuộc đời của mỗi người thì nếu như chúng ta kể đến những di thành của những người cha, người mẹ thì chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ kể xiết được. Bởi có lẽ những tình cảm đó thì thực sự thì chỉ có những người con thì mới hiểu được. Và trong sân khấu này, khi mà hai bạn cũng đã làm xong những nghi thức nơi bàn gia tiên, nơi đó hai bạn cũng đã được ghi nhận như thế, hàng cái dấu trong trái tim của hai bạn. Và trong sân khấu này, những nụ cười sẽ được hạnh phúc hơn bằng những lời cho phép của đại diện hai bên gia đình, cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất của bạn bè cùng trở về một hạnh phúc cho đời duyên mới. Vâng, và để mở đầu cho câu chuyện chồng cầu trong buổi trường ngày hôm nay, cô xin mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái sẽ bước lên sân khấu tâm sự và làm lễ cho dâu trong buổi trường ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ lộ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cho đón bác đại diện cho gia đình nhà gái cùng trở về một hạnh phúc cho đời duyên mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền của hai địa phương Vũ Vân và Quỳnh Trang, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại và bốn họ, thưa hội cưới, hạnh phúc đang đến với hai con, niềm vui đang đến với hai gia đình bốn họ chúng tôi. Dù mọi đường đất xa xôi, ngày hôm nay tất cả các vị đại biểu quý ông quý bà về dự vui liên hoan mừng hạnh phúc, tôi thay mặt cho mọi nhà gái có đôi lời cảm ơn. Trong những ngày vui như này, bố xin nhắc hai con, cuộc sống vợ chồng muốn thuận vợ, thuận chồng thì các con tát biển đông với cả. Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng sống lấm ta rửa, lệch ta kê. Đấy. Và bố nhắc, con là con gái bố là cơm sôi bớt nửa. Đấy là tinh thần để cho tình cảm vợ chồng hài hòa, đoàn kết. Trước khi dừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn, chúc các vị đại biểu, quý ông, quý bà rồi sao sức khỏe trong cuộc sống may mắn, làm ăn thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, con xin được cảm ơn lời phép biểu của người cha rất nhiều, những thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời cho hai con của mình. Vâng, xin được cảm ơn người cha rất nhiều cùng bước lên sân khấu của gia đình nhà gái chung nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, và trở về những lời ân cần nhất xuất phát từ trái tim của người cha, cùng trở về mừng hạnh phúc cho con của mình. Vâng, xin được thay lời cho gia đình, lỡ lời cho tân cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn tình cảm của người cha rất là nhiều. Vâng, một lời thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời cho tân cô dâu và chú rể, xin được mời tới cô dì chú bác chúng ta cùng nhau tự nhiên cùng nhau mời thuốc, mời nước, mời chầu và mạnh dạn hơn một chút nữa đăng ký những ca khúc tuyệt vời nhất từ sân khấu của gia đình nhà cha chúng tôi. Vừa trở về một hạnh phúc cho đất dân mới chúng ta được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc năm. Vâng, và trở về với trăm văn nghệ một hạnh phúc cho đất dân mới, chúng ta cùng đến và quen cặp song qua Gia Thương và Phương Thúy đã trở về với ca khúc tuyệt của mình. Vâng, chúng ta sẽ lộ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón cặp song ca Gia Thương Phương Thúy. Và lần đầu tiên thì xin được cầu chúc quý bà con cô bác may mắn tới đời liền tiền vô như nước lũ, công các bà cụ mạnh khỏe sống dài, con gái con trai thì yêu nhau mãi mãi, nhớ đừng yêu cuồng yêu dài mà phải tìm hiểu trước khi càng tìm hiểu cho đồng hoàng, không cần giàu sang hay phú quý. Chúc các anh chị đã có gia đình mà chưa có cô tí hãy có thêm cô tí, mọi điều như ý, giàu sang phú quý, vàng vô cái ký, tiền vô tỷ tỷ, khỏe như lực sĩ, và trong nhà thì lúc nào cũng có đô la Mỹ. Và cuối cùng xin cho chúc cho cặp song hỷ chúng ta tình yêu bền bỉ, và xin quý vị dành những tràng pháo tay thật là mỹ để chúng ta cùng đến với các khúc Thề Non Hẹn Biển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm của Phương Thúy, Gia Thương cùng trở về với một lần rất mời ông trở về mừng hạnh phúc cho dịp mới trong buổi chiều hôm nay. Xin lời cho thân được cũng như lời cho thân cô dâu và chú rể trong ngày buổi chiều hôm nay. Xin được cảm ơn cặp song ca Phương Thúy và Gia Thương rất nhiều. Vâng, một lời cho thân cũng như lời cho thân cô dâu và chú rể. Xin chào mời thầy cô dì chúng bác chúng ta cùng nhau tự nhiên cùng nhau mời thuốc mời nước mời trầu và cùng nhau bày dặn đến đăng ký ca khúc tuyệt vời nhất dân cấu của gia đình nhà tranh tôi cùng bà cùng trở về cho dân mới chúng ta được vào trong năm hạnh phúc và hạnh phúc ngày năm. Một lần nữa thay đời xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm cùng trở về, mặc dù với đường xá rất là xa xôi, thời tiết thì mưa gió rét mặc dù cũng trở về đây rất là đông đủ và cùng trở về đây để mừng hạnh phúc cho đôi dân mới chúng ta được cả trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc cho năm. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và đây liên tục trở về với trăm văn nghệ mừng hạnh phúc cho đôi dân mới chúng ta cũng đến với đặc quân giọng ca của Ngọc Toàn đã trở về với ca khúc từ trường về. Vâng, chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cho nó giọng ca của Ngọc Toàn. Và để liên tục chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng phúc cho năm chưa dầu rũ rẻ trong buổi chiều ngày nay, sau đây sẽ bằng những tình cảm của mình chào toàn xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc được mang tên Tìm Em qua câu dân ca. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Về tìm em qua câu dân ca, con mắt hơi dài bằng má đứng gần. Câu hát ở chầu hàng năm người ta duyên dáng thiên hạ phù lý huệ. Câu dân ca có từ bao giờ để mà thương để nhớ để đợi để chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sang chờ bầu thì mua cũng câu anh qua cầu Hương Phú Phù Lý ơi, câu hát dân ca mãi vẫn hát chầu này chầu tím chầu tình, anh còn son em cũng còn son, em về đưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Nhiều cũng trở về với ca khúc Anh Tìm Em Qua Câu Sân Ca, một ca khúc rất tuyệt vời. Ngọc Ngân cũng trở về một hạnh phúc cho thân dân mới. Vâng, một lời cho thân Ngân cũng như đón lời cho thân cô sâu và chú dì. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và giờ này thì tôi xin được tâm sự một chút ạ. Vâng, quý vị bạn ạ, hôm nay trong chú dì trẻ Văn Toàn, Văn Vũ chúng ta có đẹp trai không ạ? Đẹp trai không ạ? Đẹp trai. Quá đẹp trai quý vị. Vâng, này hôm nay chú dì chúng ta trong trang phục và vâng áo vest xanh cà vạt đỏ, đồng vị còn là cô dâu nhận định chúng ta thì như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Vâng, để được như ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể họ phải trải qua rất nhiều những cái sóng gió thăng trầm của cuộc sống. Vâng, và đồng ngày thì cô dâu và chú rể họ không giấu những nỗi niềm của mình, dành dọn cho con nhau. Thì vào một đêm trăng sáng, cô dâu và chú rể họ dắt nhau ra bờ đê chơi trò bịt mắt bắt dê. Vâng, sau khi dê cũng đã mỏi và người bịt mắt thì cũng đã mệt, thì chú rể có thì theo vào tay của cô dâu rằng: ước gì em là cái nò, anh là thanh củi, anh thò vào trong. Vâng, và quý vị các bạn biết là cô dâu trẻ nhật lệ trả lời sao không ạ? Vâng, cô dâu đã đáp trả rằng chẳng biết có thò được không, nhưng nhiều củi quá là tung hết nò. Vâng, vào đêm trăng sáng hẹn hò thì chú dê cũng đưa được thanh củi và nhẹ nhến một tình yêu, và ngọn lửa đó đã bốc cháy sân thờ xấu phong trà của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin thưa các bạn đã trân trọng và kính mến. Vâng, đúng là ngày xưa đám cưới quê tôi thì pháo nổ đùng đoàng, còn ngày nay nhà nước cấm pháo thì cô dì chú bác tiếc gì một tràng pháo tay dành cho cô dâu của chú dê được không ạ? Vỗ tay lớn đi ơi. Vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay rất nhiều cùng trở về mừng hạnh phúc cho duyên mới Văn Vũ và nhà đệ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, một lời cho gia đình anh cũng như đón lời cho tân cô dâu và chú rể. Xin chân thành mời tới cô dì chú bác chúng ta cùng nhau tự nhiên, cùng nhau mời thuốc, mời nước, mời trầu. Xin thưa các bạn trân trọng và kính mến. Vâng, đúng là mẹ cho em đôi môi để nàn môi thắm đỏ, mẹ cho bàn tay nhỏ để săn sóc rừng đồng, và khi con lớn hết rồi thì con sẽ có hạnh phúc bên người. Dưới gốc đa anh vẫn đợi chờ tình đôi ta như mặt đồng, là công sức mẹ cha vun đắp. Anh sẽ được chịu đông giá rét, em sẽ được chịu hè nắng hạ, áo dạy em đẫm mồ hôi để giờ này hạnh phúc đón con về ra mắt quý mẹ cha. Vâng, và để trả lại cho câu chuyện chầu ngâu trong buổi chiều ngày nay, con xin mời một vị đại diện cho gia đình nhà trai xin bước lên sân khấu tâm sự và làm lễ nhận dâu trong buổi chiều ngày nay. Vâng, chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón bác đại diện cho gia đình nhà trai cùng trở về mừng hạnh phúc cho đất dân mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quan viên hai họ, bốn bên, cháu Vũ của gia đình họ nhà trai chúng tôi và cháu Lệ của gia đình họ nhà gái, qua một thời gian dài hai cháu đã tìm hiểu và nhất trí là kết hôn với nhau. Được sự nhất trí cao của hai bên gia đình và được sự công nhận của chính quyền địa phương hai bên, nên nay hai gia đình chúng tôi đã tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu. Vì điều kiện phòng tổ chức hơi chật hẹp, việc tiếp đón các quý vị không có điều gì sai sót, xin mong quý vị thông cảm với gia đình chúng tôi ạ. Cuối cùng tôi xin chúc toàn quý vị có một sức khỏe tốt. Sau buổi lễ tổ chức ngày hôm nay thì tôi xin đại diện cho gia đình được mời gia đình họ nhà gái hãy lui lại một tí để cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi chuẩn hòa một tí. Thôi xin hết. Thank you.
Vâng, xin được cảm ơn phát biểu của phần diễn cho gia đình nhà trai rất nhiều, cũng với sân khấu của gia đình nhà mình trong buổi chiều hôm nay. Và cùng trở về với những lời ân cần nhất xuất phát từ trái tim của mình. Cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới Văn Vũ và Nhật Đề. Được trong năm hạnh phúc, xin được cảm ơn lời phát biểu của phần diễn cho gia đình nhà trai rất là nhiều. Những anh em chương trình tôi xin được ghi được công bố chương trình nhận được hạnh phúc cho đôi duyên mới Văn Vũ và Nhật Đề xin được khép lại tại đây. Vâng, xin được trả lời cho gia đình cũng như đó là chúng tôi vô sâu và chủ đề một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm cùng trở về mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới trả lời cho gia đình đó là chúng tôi vô sâu và chủ đề xin được cảm ơn rất nhiều. Sống nghĩa